Xin chào tất cả anh em nhá. Đây là đấy, bu rong để đấy. Con của Lomo đấy. Thôi lại kim kẹp bánh mà kẹp rốn đi anh, đừng đợi thế. Ui chảy đầy máu nhá. Cái siêu to khổng lồ luôn. Nào. Mày. Đông dí rồi. Thế ta được 7 lế nữa. Anh em nào tư vấn một cách đỡ đẻ thì inbox nhé. Sau là cái dây cái dây tải buộc rốn này. Đó. Em nhìn kỹ đấy. Đấy. Mẹ cực kỳ khéo luôn đấy. Vào lúc nào phải đẩy con nhé. Nhưng mà các bạn phải để ý kỹ là khi cái quay ổ đẻ nhá. Các bạn phải để hàm như thế này. Kích thước là nó phải cao 30 phân. Thì các bạn phải làm cái thanh ngang để làm chống đẻ. Thì khi con chó mẹ nằm vào thì nó không bị đè vào con một gắt. Đấy. Có nghĩa là con nó có thể di chuyển xung quanh được. Đấy. Đấy. Thì đã cắt rốn xong vệ sinh thì trước tiên ta phải vẩy bỏ cái rớt rãi gọi là nước ối ở trong mồm đó. Đấy, xong rồi vệ sinh lau khô. Đấy, cho vào cho mẹ nhấn lại. Mình chỉ cần lau đạt tầm 80% là được. Còn đau vào mẹ nó ủ ấm sẽ tốt hơn. Sao tao ngủ rồi? Quy trình mà để đỡ đẻ thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi.